diễn viên Chi Bảo công bố anh đã chính thức nên duyên vợ chồng với người đẹp kém 16 tuổi Lý Thùy Trang. Chiều 10 tháng 3, Chi Bảo chia sẻ trên mạng xã hội anh và doanh nhân Lý Thùy Trang đã chính thức kết hôn. Nam diễn viên hân hoan thông báo trên Facebook cá nhân, gia đình Bảo và Trang xin trân trọng thông báo đến anh chị và bạn bè, chúng tôi đã kết hôn vào ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2021 tại Sài Gòn. Chúng tôi xin được gặp anh chị và bạn bè trong buổi tiệc thân mật vào một dịp thuận lợi. Xin cảm ơn sự quan tâm và thương mến của anh chị và các bạn dành cho Bảo và Trang. Cầu chúc anh chị và các bạn được an lành và hạnh phúc. Như vậy, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chi Bảo đã tìm được bến đỗ tình yêu mới với người bạn gái kém anh 16 tuổi. Về phía Lý Thùy Trang, nữ doanh nhân cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức trở thành bà xã của nam diễn viên đồng tiền xương máu. Cô dí dỏm tiết lộ, bị bắt cóc lên xe, áp giải lên phường và sau đó con bé bị kết án chung thân là có thật. Yêu chồng. Ngay sau khi Chi Bảo và Lý Thùy Trang thông báo tin vui, hàng loạt các nghệ sĩ đã vào gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ, chúc mừng anh, vợ chồng hạnh phúc vững bền anh nhé. Ca sĩ Quang Dũng cũng bình luận, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Diễn viên Hồng Ánh cảm thán, hạnh phúc quá rồi anh nha, trong khi cựu người mẫu Đức Tiến bày tỏ anh rất mong chờ được xem ảnh cưới của hai người. Trước thông tin Chi Bảo kết hôn lần 3, người hâm mộ của nam diễn viên cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Dù lớn hơn bà xã 16 tuổi nhưng Chi Bảo và Lý Thùy Trang trông vẫn vô cùng xứng đôi. Cặp đôi công khai yêu nhau vào khoảng thời gian năm 2019 sau khi xuất hiện vô cùng tình tứ tại một sự kiện thời trang. Được biết, bà xã Chi Bảo là CEO một chuỗi thẩm mỹ viện. Cô cũng quen biết với nhiều ngôi sao trong giới showbiz, là bạn thân 10 năm của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Đặc biệt hơn hết, Lý Thùy Trang và vợ cũ của Chi Bảo có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Bên cạnh tài kinh doanh, Lý Thùy Trang còn có sở thích đi du lịch nước ngoài và mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh hưởng thụ cuộc sống thượng lưu khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, Chi Bảo nổi tiếng là một diễn viên kín tiếng trong chuyện đời tư. Nhưng kể từ ngày yêu Lý Thùy Trang, anh dần cởi mở hơn với truyền thông và thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc của mình và bạn gái kém tuổi. Chi Bảo từng tâm sự anh từng không nghĩ đến chuyện tái hôn hay sinh con. Nhưng tình yêu với Lý Thùy Trang đã khiến nam diễn viên thay đổi quan điểm. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về vấn đề cách biệt tuổi tác, Chi Bảo mạnh dạn chia sẻ, tuy kém tôi 16 tuổi nhưng Trang cũng là người từng trải. Cô ấy làm kinh doanh từ năm 19 tuổi. Chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ mối quan hệ bền vững thì phải tôn trọng, bao dung với nhau. Vì hơn Trang nhiều tuổi nên tôi cảm thấy trong mối quan hệ này tôi không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người anh sẵn sàng nhường nhịn, chở che cho cô ấy. Trong năm 2020, Chi Bảo cùng Lý Thùy Trang cũng đã nhiều lần nhắc đến kế hoạch kết hôn và xây dựng tổ ấm.